Sự xin hoan chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình Về Nhà Đi Ăn được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và một tuần lại trôi qua, chúng ta lại đến một sân chơi rất là dễ thương, đáng yêu. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật cho tất cả quý vị những biển báo, những tình huống và đặc biệt hơn hết là những gì liên quan về an toàn giao thông. Và rất nhiều thông điệp sẽ được chia sẻ. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có hai đội chơi. Họ sẽ phải trải qua 3 vòng thi đấu. Thứ nhất là khởi động, thứ hai là hợp sức, thứ ba là vượt chướng ngại vật. Sau khi 3 vòng thi này kết thúc, chúng ta sẽ xác định đội chơi nào có điểm số cao hơn. Đội đó sẽ có cơ hội bước vào vòng thứ tư mang tên Về Nhà Đi Ăn và chinh phục giải thưởng là 50 triệu đồng. Để xem ngày hôm nay có gì thú vị nhé. Trước tiên hãy cùng làm quen với hai đội chơi. Xin mời hai đội ơi, ra đây nào. Trời ơi, dễ thương. Hello. Xin chào. Trời ơi, mẹ, dễ thương. Chào anh. Dạ. Nhẹ hơn anh, mạnh đau em. Dạ. Đến với chương trình không biết là cảm xúc như thế nào ạ? Xin mời anh Thức giới thiệu trước. Thanh Thức xin chào tất cả mọi người. Hôm nay đến với chương trình thì một game show mới. Mình cảm thấy rất vui bởi vì đây là một game show mình có thể vừa học hỏi được kiến thức cho mình, mà đặc biệt hơn là ai có cần phổ cập thêm hoặc là chưa có nhớ hết những biển báo, những kinh nghiệm giao thông thì đây là một chương trình mà Thanh Thức nghĩ là mọi người cần phải theo dõi. Ảnh như MC á, ảnh ra anh giới thiệu anh bao hàm hết tất cả mọi ý của chương trình luôn, hay á. Còn em thì sao, giới thiệu về bản thân mình một tí nhé. Dạ, em tên là Hà Mỹ Tiên ạ. Hiện tại thì em đang là sinh viên trường Đại học Văn Lang ạ. Hậu bối. Dạ, em học thiết kế thời trang. Anh học mỹ thuật công nghiệp. Anh học mỹ thuật công nghiệp. Anh học mỹ thuật công nghiệp. Em á, đến từ khoa mỹ thuật công nghiệp ở trường Văn Lang thì chắc chắn sẽ có thứ nhất là sự tự tin, thứ hai là cá tính dữ lắm. Tại vì cái ngành này thấy là mỗi người sẽ có một cái tính cách hoàn toàn khác nhau. Còn em thì sao, hôm nay thấy hơi dịu dàng ha, hay là chưa bung xỏa ra hết? Tính cách của em là dịu dàng đầm thắm. Bây giờ là mình đã có bằng lái xe gì rồi? Dạ, bằng lái xe máy thôi ạ. Lái xe máy. Còn anh Thức? Lái xe máy, lái xe ô tô. Bây giờ là mời đội nhà mình giới thiệu bản thân cho quý diễn giả. Xin mời. Em chào tất cả mọi người, em là Tấm Phúc Tài. Hiện nay em là sinh viên và người mẫu tự do. Em rất vui khi có mặt chương trình ngày hôm nay. Em cao như vậy, người mẫu đúng, bên đây người ta đâu. Đồng môn, đàn em luôn. Đàn em luôn. Hồi xưa là cũng đi người mẫu. Đúng rồi. Xin mời hai người mẫu. Đây là người mẫu trẻ, tuổi, triển vọng. Bên đây là Thanh Thức, cựu người mẫu. Cựu người mẫu. Mời, đây là sàn diễn khách quốc của hai anh. Mời, âm nhạc lên. Trời ơi, ghê. Cao quá. Một trời một vực luôn á. Hay quá vậy ta. Hey. Trời ơi, còn nhảy nữa. Ba đứa mình đi. Ok. Lên. Xoay. Quay về luôn. Wow. Vậy luôn. Dấu dáng cho mày, dấu dáng nào không? 2, 3, dấu dáng. Thật sự phải nói là nhìn em là anh Thức, ảnh nhớ lại cái nghề hồi xưa liền. Hồi xưa là đây là một trong những người mẫu hàng đầu Việt Nam. Tại vì bây giờ bọn em có nhiều điều kiện hơn, bọn em ăn uống đồ rồi tập thể dục thể thao đồ nhiều hơn, cho nên mình phát triển nhiều như vậy. Chứ bên đây trời ơi, cả một bầu trời đó. Hồi xưa là 1m8 là đỉnh rồi đó, là huy hoàng rồi đó. Bây giờ đúng là tuổi trẻ tài cao, cao tới 1m80 mấy em. Dạ, 86. 86, wow. Đứng thế hằng là đúng rồi đó, một đội hợp lý. Kiểu luôn. Như bảo vệ em, anh che chở cho em á. À, bây giờ nào cho phim em chào chứ hả? Đúng rồi, tới hằng nè. Dạ, đầu tiên cho Phương Hằng xin được gửi lời chào đến khán giả đang xem chương trình Về Nhà Đi Ăn. Chào anh Minh Sù, chào anh Thanh Thức và chào hai bạn cùng chơi. Đây là một cái chương trình cho em rất nhiều động lực, cũng như cho em làm những cái điều mà bản thân em nghĩ là quá khứ, hiện tại và tương lai em chưa bao giờ làm được và sẽ không làm được. Và sẽ không làm được. Đó là? Đó là em không hề biết bất cứ một cái gì về giao thông. Về, đi về liền. Để về liền, anh có khách mời khác rồi. Sao? Bây giờ cho em một cơ hội, nếu như không biết mình có quyền học hỏi. Dạ đúng rồi. Mình có thể là dựa vào đồng đội của mình. Dạ đúng, bờ vai vững chắc. Để anh hỏi con bé nó có biết không? Em, luật an toàn giao thông em có. Dạ, luật an toàn giao thông thì đối với em cũng dễ. Đó. Thì tháng 3 em mới thơ học lái. Tháng 3 em mới thơ học lái. Anh thấy chưa gì mà đội này tèo rồi. Anh Thức ơi, đội mình là lên. Lên hương đúng không? Ủa lên. Đó, phải tự tin lên. Ủa, ai biết được, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì đúng, thì biết người ta thắng rồi, cho nên là mình nhường luôn là mình thua luôn. Không. Không. Anh tin là học tài thi phần. Dạ đúng. Đúng không? Có những cái đội chơi hai vòng đầu tiên chơi thắng mà điểm số cao ngất ngưỡng 15-6. Rốt cuộc chơi vòng 3, cái một cú lộn ngược vòng về luôn. Theo anh nghĩ là kiến thức rất là rộng lớn và bao la, chúng ta không bao giờ học hết được.
chúng ta chỉ biết ở giới hạn của mình thôi, thì mỗi ngày chúng ta cần phải học. Hôm nay đây cũng là một chương trình mình cần phải học thêm những kiến thức giao thông nữa, chứ không bao giờ mình biết hết. Thôi thì hôm nay mình sẽ hóa thân thành một lớp học về luật an toàn giao thông. Em sẽ làm thầy giám thị, đưa ra nhiều bài kiểm tra về an toàn giao thông dành cho hai đội chơi. Mời hai đội chơi về vị trí của mình nào. Hai đội chơi đã có vị trí của mình rồi, chắc chắn phải cần có một cái tên nữa dành cho riêng đội mình, để khi mà Minh Sù vinh danh đội chơi chiến thắng ngày hôm nay là đội gì đó. Nghe nó sướng ha. Xin mời đội ra thách thức và bạn Tiên trước. Đây là chương trình Về Nhà Đi Anh, mà muốn được về nhà thì cần phải an toàn, và đặc biệt chương trình của mình là về luật giao thông nữa, thì quyết định lấy tên đội là đội an toàn. An toàn quá, có những chuyện cũng không cần phải an toàn, tại vì đôi khi có những thành công mình phải mạo hiểm, đúng không anh? Đúng. Dạ, đội em tên là đội Nam Thanh Nữ Tú. Có liên quan gì tới cái phần phân tích của em hồi nãy vậy? Khi đến chương trình là mình quay vì đam mê, nên là mình tới đây mình phải đẹp trước đã. Ok. Rồi mình học hỏi thêm. Đây là cái cá tính riêng của mỗi đội chơi. Đội đối đầu với đội an toàn là đội Nam Thanh Nữ Tú. Và hai đội chơi sẽ sẵn sàng bước vào vòng đầu tiên mang tên Khởi Động. Xin mời. Quý vị thân mến, đây là vòng đầu tiên mang tên Khởi Động của chương trình Về Nhà Đi Anh. Và luật chơi rất đơn giản như sau. Luật chơi vòng 1, Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Ở mỗi lượt chơi, hai người chơi sẽ bấm chuông một lần duy nhất để giành quyền ưu tiên trả lời tên biển báo đầu tiên. Sau đó, hai người chơi sẽ luân phiên để trả lời tên của 9 biển báo còn lại. Một câu trả lời đúng được 1 điểm. Lượt thứ nhất, ai là người tham gia? Vậy em để cho hai anh chị thứ trước. Kiểu như bảo vệ em, anh che chở cho em á. Vậy em để cho hai anh chị thứ trước. Vậy em để cho hai anh chị thứ trước. Vậy em để cho hai anh chị thứ trước. Hợp lý, dạ. Hợp lý. Okay, ok, cuộc thi thì mình cũng phải thi thôi. Được rồi anh chị. Rồi, ngồi đây. Sau khi Minh Sù nói, lượt chơi đầu tiên bắt đầu. Phương Hằng cùng với Thanh Thức sẽ phải nhấn chuông giành quyền trả lời trước trong lượt thứ nhất thôi. Và cứ tuần tự như vậy, chúng ta sẽ thay phiên nhau trả lời. Lượt thi đấu thứ nhất bắt đầu. Phương Hằng sẽ là người trả lời đầu tiên. Suy luận của em đây là biển báo gì? Ủa, màu xanh là cấm hay là không cấm vậy? Thông báo thôi. Thông báo. Thông báo này là không được mang vật nặng để làm còng kềnh những đụng những người xung quanh. Cảm ơn em. Đáp án hoàn toàn không chính xác. Mời anh Thanh Thức. Thầy suy đoán của anh là đây là biển báo sắp tới bệnh viện. Biển báo sắp tới bệnh viện anh hả? Dạ. Để em tiếp nhận thông tin. Và đây là một đáp án không chính xác anh nhé. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Nếu như mà biển báo về bệnh viện thì sẽ có một cái hình là bệnh viện luôn, hoặc là cái dấu thập. Còn đây là chỉ có chiếc giường thôi. Để xem. Xin mời đáp án chính xác của chương trình là biển báo khách sạn. Đó là kinh nghiệm nha, kinh nghiệm nha. Thấy cái gì phân tích cái đó. Với biển báo số 2, suy nghĩ đơn giản. Mời anh Thanh Thức cho em một cái câu hoàn thiện về cái biển báo này. Dưới 7 tấn được lưu thông trên qua cầu hoặc là trên đường có biển báo cấm này. Không chính xác luôn. Em không biết thiệt nhưng mà em đoán nha. Xe được lưu thông dưới 7 tấn trên đường. Xe được lưu thông dưới 7 tấn ở trên đường. Và đây là đáp án. Không chính xác. Dạ. Mình có số 7T là có thể là 7 tấn nè. Và ở dưới là cái gì? Và bây giờ xin mời mở đáp án. Biển báo hạn chế trọng lượng trên trục xe. Đây, cái này cái trục xe ở phía giữa. Thì cái trọng lượng ở phía giữa này phải dưới 7 tấn. Giống như là những cái xe mà chở hàng hóa nhiều đó. Thì mọi người thấy là có một chiếc xe máy là sao chủ một đống hàng luôn, bự bự. Phạt ngay lập tức, tại vì không phải nằm trên trục, không có bảo vệ an toàn cho người đang lưu thông trên xe. Biển báo tiếp theo, xin mời. Lượt chơi của Phương Hằng. Biển báo này em biết là biển báo cấm. Cấm cái gì? Cấm xe mô tô. Biển báo cấm xe mô tô, đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Lượt chơi tiếp theo thuộc về anh Thanh Thức, xin mời. Biển báo cảnh báo là xe là đoạn đường có độ dốc. Và đây là đáp án chính xác, chúc mừng.
đó, biển báo xuống dốc nguy hiểm. Cái biển báo màu vàng này là nó báo là nguy hiểm ở phía trước, cho nên là khi thấy cái biển báo này thì chúng ta phải thắng phanh làm sao cho hợp lý nhất. Tiếp tục biển báo tiếp theo dành cho Phương Hằng. Thì bây giờ mà hai cái đường thẳng nó cắt nhau thì gọi là cái gì? Là biển báo cấm nguy hiểm ở ngã tư. Và đó là một đáp án chưa chính xác. Mà anh thách thức. Đây là biển báo sắp tới đường giao nhau. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Được chơi của anh Thành Thức. Đó, dễ. Trời ơi, chỉ đèn giao thông. Biển báo sắp tới có tín hiệu đèn giao thông. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Đây là biển báo giao nhau với tín hiệu đèn. Đây là lượt chơi của em, Phương Hằng. Mời em. Nguy hiểm cẩn thận trèo lề. Nguy hiểm cẩn thận trèo lề. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo lề đường nguy hiểm. Thật sự ra là em phân tích đúng rồi đó, nhưng mà mình không có sử dụng cái từ nó đơn giản. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Đây là biển báo cấm đổ xe. Và đây là đáp án không. Không thể sai được. Chúc mừng. Biển báo tiếp theo xin mời. Biển báo này là yêu cầu phải đi chậm. Yêu cầu phải đi chậm. Đây là một biển báo theo Phương Hằng là yêu cầu phải đi chậm. Và đây là đáp án. Chính xác. Chúc mừng. Thời tới cản không kịp. Ủa, nó đơn giản là như vậy thôi đúng không ạ? Biển báo cuối cùng xin mời. Mời anh Thức. Đây là biển báo nguy hiểm sắp tới là có núi sạt lở nguy hiểm. Đúng núi rồi, sạt lở nguy hiểm hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Lại đúng chứ. Thì có, cuộc đời em chỉ biết có một cái biển báo duy nhất thôi. Đó là cái biển báo hình cái chỗ cái trụ xăng á, chạm xăng. Em thấy nó hiện hoài luôn á mày. Để biết chỗ đổ xăng. Nhiều khi quá gian ai về mà cái ta hết xăng giữa đường, kiểu mà người ta sai lầm mà mình phải chịu theo á. Nên phải canh mấy chỗ có biển báo xăng, lỡ hết xăng em chỉ người ta vô. Mình nhắc nhở bạn đó đúng không? Và khép lại lượt đầu tiên thì chúng ta đã có những điểm số như sau. Anh Thanh Thức đã ghi về được cho mình 5 đáp án đúng, 5 điểm cho đội mình. Phương Hằng được 3 câu, 3 điểm, chúc mừng. Và bây giờ chờ đợi xem thế hệ trẻ sẽ quay trở lại như thế nào. Xin mời các em. Đó. Em là gánh tim của chị. Sau khi mà trải qua 10 cái biển báo này thì Phương Hằng thấy sao? Không, thật ra nếu như mà em mà có lái xe thì em sẽ phải học. Học dạ. Nhiều á. Tại vì nó rất là nhiều thứ và đôi khi ngay cả cái biển cấm hay biển báo có mà thật ra lại không nhớ luôn á anh. Mà nhiều khi mình lái á, vô những cái vùng mình đâu để ý đâu. Và mình cũng không có thấy được những cái biển này. Có những cái biển là chỉ ở vùng nông thôn mới có, hoặc là ở những cái vùng núi mới có. Đúng rồi, giống như vùng mà có nhiều xe ngựa, xe thồ hay đúng. Là xe chuyên dụng gì đó là có những biển báo riêng cho những vùng đó. Đúng ấy. Có biển báo đầu tiên mình phân tích hơi thiếu là tại vì đó là mình không có lái xe tải, nhưng mà đôi khi mình có học rồi mà mình quên. Tại là biển báo cấm thưa trọng lượng của trục xe. Dạ. Giờ mình mới xong rồi mình mới nhớ được cái biển báo đó. Đối thủ mình nặng ký quá, bây giờ sao có dặn dò gì đối phương không? Không, em rất tin vào em đồng đội của em. Dạ. Yeah. Tài bảo là Tài sắp đi học, có nghĩa là phải chuẩn bị kiến thức. Em đã có rồi. Chuẩn bị rất nhiều, chị yên tâm. Dạ. Yeah. Yeah. Còn anh Thức có dặn dò gì cô bé Tiên nhờ đội mình không? Biết được nhiều thì càng tốt, còn không biết thì mình không biết thì mình nhường cho đội bạn thắng. Nhanh lắm, cái này thì lẹ lắm. Tài, Tiên, mời hai em bước vào lượt đấu của mình. Sau khi anh nói lượt đấu bắt đầu, Tài sẽ nhấn chuông nhé, giành quyền trả lời trước. Và bây giờ sẽ là lượt thi đấu thứ hai. Bắt đầu. Rồi, chúc mừng Tiên, em đã bấm trước. Rồi, xin mời những biển báo, bắt đầu. Rồi, xin mời em. Dạ, cảnh báo có hầm núi phía trước. Cảnh báo có hầm núi phía trước là một đáp án. Không chính xác. Nào, Tài. Biển báo này là biển báo phía trước, cảnh báo cẩn thận và chiều cao của xe. Cẩn thận chiều cao của xe mà bé để cái này nè. Bé dựa trên chiều cao của mình luôn. Và đây là đoán cũng không chính xác. Chia buồn với hai bạn. Đáp án chính xác là biển báo cửa chui. Tiếp tục biển báo số 2. Xe này lão em cũng chưa thấy luôn á. Thật ra nó tới 4 bánh còn khó gì đó em. Trời ơi, diễn tả luôn. Biển báo này cấm xe kéo. Cấm xe kéo. Đây là một đáp án sai. Mời em Tiên. Đây là cái bảng cấm xe thô sơ. Cấm xe thô sơ. Và đây là một đáp án cũng sai luôn. Yeah. Mời đáp án của chương trình. Biển báo cấm xe 3 bánh loại có động cơ. Hồi nãy 3 bánh là đúng là rồi. Cấm xe máy kéo. Đúng, giống như xe máy kéo. Cấm xe máy kéo. Yeah.
Lượt chơi thuộc về bạn Tiên, xin mời. Theo em biết thì cái bảng này là bảng được cho phép. Được, đúng, được cái gì? Đường cho phép ô tô đi thẳng. Làn đường cho phép ô tô đi thẳng. Và đây là đáp án không thể sai. Yeah. Đây, biển báo làn đường dành cho ô tô con. Chúc mừng em. Và bây giờ sẽ là lượt của Tài, xin mời. Đây là một bức hình lại có một cái xe nhưng mà có ba cái ô vuông ở phía trên. Mời em, cấm cái gì? Theo em là cấm xe... Xe mui trần. Cấm xe mui trần. Hay, hợp lý. Trung đội Phương Hằng là đúng. Đây là một đáp án chưa chính xác. Mời em, Tiên. Cấm xe lôi. Cấm xe lôi chưa chính xác. Và đáp án chính xác của chương trình là biển báo cấm xe công nông. Và các loại xe tương tự. Mà em có biết xe công nông không? Mấy xe công nông ở dưới quê nhiều lắm. Xe mà chở rơm, chở bé cỏ. Bé nó sinh ra thành phố Hồ Chí Minh anh ạ. Đúng không em? Dạ. Hôm nào về quê anh Thức chơi, anh Thức lái xe công nông chở em đi. Trời lãng mạn lắm nghe. Lái trên đồng chở rơm, chiều vàng ánh hoàng hôn xuống. Ủa nhưng mà xe nó chạy như nó tưng. Thì tại vì cái mặt đường ở dưới quê đâu phẳng như đường vậy thành phố đâu. Vậy lãng mạn chỗ nào? Lãng mạn là cái lúc mà hai đứa nhìn nhau với chiều hoàng hôn vậy nè. Ừ, vậy thế mà cũng vậy nè. Lượt chơi thuộc về bạn Tiên, xin mời. Cảnh báo có gia súc. Cảnh báo có gia súc phía trước. Dạ. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng nha. Biển báo tiếp theo dễ. Biển báo này là biển báo cấm quay đầu với xe ô tô. Cấm quay đầu với xe ô tô. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Một điểm đầu tiên đúng không em? Dạ. Cố lên nha. Biển báo cấm ô tô quay đầu xe. Tiếp tục, Tiên, mời em. Cảnh báo cái gì vậy? Đúng. Em đã hỗ trợ. Cảnh báo sấm sét. Cảnh báo có sấm sét. Đây là một đáp án không chính xác. Mời em Tài sửa sai nào. Biển báo là cảnh báo nơi có điện cao thế. Nơi có điện cao thế. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đó. Biển báo đường cáp điện ở phía trên. Đây là biển báo đường cáp điện ở phía trên, cho nên là báo hiệu cho chúng ta biết là phía trước có sự nguy hiểm bởi những cáp điện ở phía trên đầu của mình. Khi mà lái xe nhớ cẩn thận. Mời em Tài. Theo em biển báo là biển báo cảnh báo đường phía trước hẹp, dễ giao nhau, dễ va chạm nhau. Và đây là một đáp án chưa chính xác. Sao đó? Trả lời đi em. 5. Dạ, biển báo này là biển báo cảnh báo. Cảnh báo cảnh cái báo gì? Đường phía trước hẹp. Đây là một đáp án chưa chính xác. Cái này nó đơn giản lắm. Đây, xin mời. Biển báo đường đôi. Báo hiệu là chúng ta sắp sửa vào cái đường đôi. Biển báo tiếp theo, xin mời. Ồ, dễ nè. Màu xanh, hy vọng. Mời Tiên. Dạ, đường dành cho người đi bộ. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo người đi bộ sang ngang. Và bây giờ sẽ là lượt của Tài, xin mời em. Cái cuối cùng. Bây giờ nó còn xác định phương hướng nữa. Hay em nghĩ biển báo này biển báo cấm rẽ trái. Cấm rẽ trái là một đáp án chính xác. Trời ơi, ông đứng còn phân tích. Không bao giờ quẹo đi đâu đây. Sau khi khép lại 10 biển báo của lượt thi đấu này, chúng ta sẽ có được những điểm số như sau. Bạn Tài có được 3 đáp án đúng, chúc mừng. Tiên, em cũng được 3 đáp án đúng luôn. Yeah. Xin mời hai đội chơi mình gặp gỡ lại với nhau đi. Và khép lại vòng thi đấu thứ nhất, tổng số điểm của hai đội chơi như sau. Đội An Toàn đang có cho mình là 8 điểm, chúc mừng. Và đội Nam Thanh Nữ Tú có được 6 điểm, chúc mừng. Khá ngang tài ngang sức, 6-8 là hai con số rất đẹp. Để xem vòng thi đấu tiếp theo họ sẽ vượt lên những số điểm nhiều hơn như thế nào. Vòng 2 mang tên Hợp Sức, xin mời. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thứ hai được mang tên là Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 xa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một xa hình,
đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ rồi. Dạ. Tuần này chúng tôi sẽ có 5 bức sa hình hoàn toàn khác nhau. Xin mời bức hình đầu tiên. Và bây giờ câu hỏi chính thức của chương trình như sau. Theo luật giao thông năm 2012, đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời đội của Phương Hằng. Dạ, đi theo hướng mũi tên, xe vi phạm quy tắc giao thông là xe này. Xe cứu hỏa. Dạ, cứu hỏa. Đây là một đáp án không chính xác. Mời đội còn lại. Không có xe nào vi phạm. Chưa chính xác, rất tiếc. Chúng ta sẽ có lời giải thích như sau. Xe chữa cháy là xe ưu tiên cho nên có thể chạy vào đường xe có biển cấm đi ngược chiều, hoàn toàn hợp lý. Xe tải đang ở đường cấm rẽ trái có nghĩa là cũng cấm quay đầu xe. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi bức sa hình thứ hai. Xin mời. Câu hỏi chính thức của chương trình như sau. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng nguyên tắc giao thông hết? Mời Phương Hằng. Đây là xe khách, xe tải và xe ô tô. Xếp theo thứ tự nào? Thứ nhất là xe gì? Xe đen. Dạ. Xong rồi, dự dạng cái xanh thì chắc là phải xe xanh. Hai. Xe đen, xe xanh và xe vàng. Còn em là xe đen, xe vàng, xe chọn xanh. Chọn một câu trả lời. Mời em một đáp án thôi. Một, hai, ba. Đáp án của các bạn là? Là đen, vàng, xanh. Đen, vàng, xanh, chưa chính xác. Xin mời đánh thức. Xanh dương này với xanh lá cây rồi mới tới xe đen. Cũng chưa chính xác luôn. Rất tiếc cho hai đội chơi. Đáp án chính xác là của bạn Tài. Xe tải đen, sau đó xe khách màu xanh và cuối cùng là xe ô tô. Bởi vì sao? Biển báo ở đường xe tải và xe khách là biển báo đường giao nhau cùng cấp. Khi mà các xe đến đường giao nhau đồng cấp cùng lúc thì xe nào rẽ phải và bên phải không vướng thì sẽ được đi trước. Thứ tự là xe tải vì rẽ phải và đường bên phải xe tải xuống. Thứ hai là xe khách vì đi thẳng và đường ở bên phải là xe tải trống. Và thứ ba là xe con bởi vì là rẽ trái. Lại mất thêm 2 điểm nữa của hai đội chơi. Tiếp tục bức xe hình tiếp theo. Câu hỏi chính xác là những hướng nào ô tô tải được phép đi hết? Mời anh Thức. Hướng số 1, hướng số 2 và hướng số 3. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Chỉ trừ hướng số 4 là phạm quy mà thôi. Bởi vì hướng số 4 có biển báo cấm xe đi ngược chiều, do đó thì xe tải không được phép đi. Và 2 điểm thuộc về đội an toàn, chúc mừng. Bức xe hình thứ 4, xin mời. Câu hỏi rất ngắn gọn như thế này. Trong hình, xe nào chấp hành đúng quy tắc giao thông hết? Mời anh Thanh Thức. Chỉ có xe nào có mũi tên thôi. Nào. Là xe màu vàng này. Màu vàng. Màu đen. Màu vàng với màu đen là giống nhau. Xin mời, đáp án của đội mình là xe nào đang đi đúng luật giao thông? Xe màu vàng, ô tô con màu vàng bên đây và xe tải màu đen. Là đúng đúng không ạ? Đúng. Rồi, tiếp tục. Hai xe trên. Xe trên là xe tải màu đen và xe màu vàng. Theo như lời anh Thanh Thức thì 4 cái xe theo 4 mũi tên này là đi đúng hết. Và đáp án của chương trình là chính xác, chúc mừng. Đúng như lời anh Thức nói, làn đường mà họ đang đứng đều hợp lệ và những cái mũi tên đang di chuyển đều chính xác luôn. 2 điểm nữa cho đội an toàn. Và đây là bức hình cuối cùng, xin mời. Câu hỏi như sau. Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng hết? Mời Tài. Theo em, thứ tự mũi tên đi đúng sẽ là, đầu tiên em sẽ ưu tiên cho cảnh sát ạ. Xe thứ hai là xe khách ạ. Xe khách, tiếp tục. Và thứ ba là xe tải ạ. Và cuối cùng là? Và cuối cùng là xe bên đây. Đây là đáp án chưa chính xác, xin mời anh. Đầu tiên là xe cảnh sát được phép ưu tiên đi đầu tiên. Một, đúng. Và xe thứ hai là xe ô tô con màu vàng. Hợp lý, hai. Thứ ba là xe tải bên kia được rẽ trái. Chưa biết đúng hay sai. Và cuối cùng là? Cuối cùng là xe khách. Xe khách. Và đây là một đáp án xếp theo thứ tự đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông trong bức sa hình này. Đáp án chính xác, chúc mừng. Yes. Tại vì xe cảnh sát được đi đầu tiên là mình trong vàng rồi. Đường thứ tiên. Hai là, bên đây là tiếp theo là xe màu vàng được đi trước. Tại vì màu vàng giao nhau với đường nhỏ hơn là đường màu vàng được ưu tiên. Do đó được đi trước, đi thẳng là được đi trước. Xong rồi bên kia là cái xe màu xanh là tại vì nó có biển báo nguy hiểm. Do đó nó phải là xe nhường đường. Chính xác là như vậy. Vậy là chúng ta đã khép lại 5 bức sa hình ngày hôm nay. Và điểm số cuối cùng, 2 điểm vẫn thuộc về đội an toàn. Chúc mừng. Thật sự đó chính là những cái kỹ năng, những cái kiến thức cá nhân của mọi người mà thôi. Và ngày hôm nay tuy là chúng ta không có nhiều điểm nhưng mà chúng ta cũng được chia sẻ bởi những người đã có rất là nhiều kinh nghiệm và
suy luận hoàn toàn hợp lý luôn. Và hy vọng rằng mọi người cũng sẽ như thế, lái xe an toàn, cẩn thận, tìm hiểu thật là đúng, thật là kỹ những cái luật giao thông để chúng ta biết mình nên nhường đường như thế nào, với những cái biển báo ra sao ở những cái khu vực giống như những cái xa hình mà chúng tôi gợi ý ngày hôm nay. Và khép lại vòng thứ hai, đội của anh Thức đang có thêm được 3 câu đúng với 6 điểm nữa. Hiện tại đội mình đang có 14 điểm. Chúc mừng đội của Phương Hằng. Vòng này không có điểm. Dạ. Thì có 6 điểm ở vòng đầu. Hiện tại đang có 6 điểm. Chúc mừng. Yeah. Và chúng ta hãy chờ đợi xem có một cú lội ngược dòng nào hay không ở vòng thứ 3 mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Xin mời. Chúng ta đã quay trở lại với vòng thi đấu thứ 3 của chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3 Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Đây là một trò chơi thử thách khó hơn dành cho hai đội chơi. Bởi vì nếu như chiến thắng ở vòng này, chúng ta sẽ có cho đội mình 10 điểm nữa. Wow. Chúng tôi đang chờ đợi lượt đấu của Phương Hằng cùng với bạn Tài để có một cú bứt phá, bứt luôn cái giải thưởng đem về, hiểu không? 16 điểm dành cho đội mình nếu như mình thắng. Bên này có 14 thôi, bên này thua, đi về, trắng tay nha. Nhưng nếu bên đây mình lợi hại quá, mình búng luôn cái 10 điểm này, xong bên này về trắng tay, không còn hình ảnh, không còn thấy cái gì nữa hết luôn. Luật chơi rất đơn giản như sau. Mỗi đội sẽ có 2 thành viên, mỗi thành viên đứng ở mỗi đầu bàn của chương trình. Bây giờ là Minh Sụ mời dạ. Tài, đây là người mẫu. Anh Thức mời anh là người mẫu bên này. Hai người mẫu của chúng tôi đã vào vị trí. Đây là người chơi thứ nhất ở trong đội, sẽ dùng lực tay của mình cầm cái bánh để ở vạch quy định của chương trình. Sau đó đây là cái máy ủi, ủi làm sao để chiếc bánh này từ vạch quy định này di chuyển qua mặt bàn, sau đó di chuyển vào trong khung thành. Đó chính là khẩu hình miệng của anh Thanh Thức ở đây. Chúng ta phải lưu ý, một lần thôi, đẩy một cái là vô miệng mình luôn. Xong cái người đứng ở bên này sử dụng hai hàm răng cắn vào chiếc bánh và đưa vào trong cái lò thủy tinh ở đây. Thế là chúng ta được một chiếc bánh. Sau 2 phút, đội nào có nhiều bánh vào trong rổ hơn thì đội đó sẽ có 10 điểm. Rồi, xin mời hai cô gái. Chúng ta sẽ quảnh tù xì sau 3 tiếng đếm 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Thắng người quyết định, mời các bạn. Em muốn chơi trước hay chơi sau? Cho đội bạn chơi trước đi chị, mình mới lấy kinh nghiệm. Tại vì đội bạn đã thắng điểm rồi nên là em nhường cho đội bạn chơi trước. Nhường cho đội bạn chơi trước. Mời em về đây. Chuẩn bị. 1, 2, 3, thời gian bắt đầu. Đổi lượt. Anh đừng có cạp, Thức cạp đau lắm. Chưa, mạnh rồi, phải mạnh lên, lấy cái mới cũng được. Để đó cũng như không, tôi để không à. Trời ơi, cắn được cái bạn luôn, anh cẩn thận nha. Răng cứng lắm. Bỏ lấy cái mới. Anh Hứa cẩn thận, đừng. Đúng rồi. Tiếp nào. Hay nha. Dừng nó lại. Khoan, ở cắn. Đừng có đùa. Đó. Lại. Đau quá. Bình tĩnh thôi. Khó lắm rồi. Đúng rồi. Phạm Quy không được. Rồi tiếp. Trời ơi, cái này khổ ghê. Cố lên. Chúng ta còn lại 55 giây. Vô. Anh đừng cắn cái bàn nữa. Nãy giờ anh thức anh cắn cái bàn không mà. Vô. Cái xém xíu là được rồi. Cố lên. Mỗi bên đang được một cái bánh rồi. Hay quá.
Còn 30 giây. Lên em. Cố lên, cố lên. Đúng không? Đừng cái miệng luôn. Miệng luôn. Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi, ở này hay quá à. Được quyền dùng chiến thuật này nha. Dạ. Nghĩ sao cái miệng không dùng tay thôi đúng không? Dùng tay thôi. Rồi, cái này không được. Đúng rồi, em chạm được tới đó. Không, cái đó khó ăn lắm. Rồi, ra ngoài. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. 10 giây. 12 giây. Chiến. Tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Năm cái là quá hay rồi. Rất là nhiều quá. Tại vì em thấy là cái này là có chiến thuật chứ không phải không. Nhưng đã phải trải qua bao nhiêu lần mẻ răng. Bao nhiêu lần mẻ răng. Anh Thức đã cạp cái bàn. Cạp hai lần cái bàn nè, có dấu răng luôn. Có dấu luôn, nhưng bất chấp để lấy năm cái bánh. Bây giờ người ta chơi trước từ 5 cái, mình thấy sao? Thấy sợ. Thấy sợ. Bây giờ mình đổi lượt nha. Dạ. Và bây giờ 2 phút dành cho đội bạn. Bắt đầu. Đúng rồi vậy. Trời, yeah. Trời ơi, còn nói cái gì nữa. Lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn. 16 nhẹ quá. Trời ơi, Phạm Huy. Trời ơi, con này mà son môi không nè. Phạm Huy hết rồi. Không được. Tới bàn vàng mới được. Đúng rồi. Hết rồi. Được mà, được, có quyền chị. Đúng rồi. Ghê quá à. Thôi, đúng rồi hả? Bàn luôn à. Chạy. Chưa tới luôn, em mạnh lên Hằng. Rồi Phạm Huy. Nhanh luôn. À, nhanh luôn được mà chị. Đúng. Trời ơi, 3 cái bánh. Hey. Rồi Phạm Huy. Nhanh luôn. Bánh này bánh gì ngon dữ trời. Hết lượt. Tự nhiên thấy hai cái đứa nó chực chờ ngay cái bàn, thấy thương dữ trời luôn á. 4 cái rồi. Chị á. Mà còn tới 1 phút lận. Trời ơi, 5 cái luôn. Rồi xong rồi, tôi thấy xong rồi. Hey, không được. Tiếp. Chúng tôi đang chờ đợi lượt đấu của Phương Hằng cùng với bạn Tài để có một cú bứt phá, bứt luôn cái giải thưởng em về, hiểu không? 16 điểm cho đội mình, nếu như mình thắng, bên này có 14 thôi. Bên này thua, đi về trắng tay nha. Đi về trắng tay. Đúng rồi. Trời ơi, mẹ là mất khéo. 6 cái. Đào Khoan, bây giờ các bạn có muốn chơi nữa không? Chứ giờ mình thắng rồi đó. Mình nhẹ nhàng thôi chị. Đúng rồi, mình nhẹ nhàng mình chơi thôi. À. Hey. Trời đất ơi, bây giờ mới ngon nè. Vô đúng thế chơi cho tâm phục khẩu phục nè. Nè. Đó, trời đất ơi, 18 giây mấy đứa. Bảy cái rồi. Chị giờ mình thắng rồi. Thì bây giờ trên cái dạ, nữa cho okay. Tâm phục khẩu phục nè. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, yeah. Trời. Oh man. Và tổng số lượng bánh của hai đội chơi như sau. Đội An Toàn có được 5 cái bánh. Và đội dẫn rất là nhiều bánh. 9 cái bánh đã thuộc về đội Nam Thanh Nữ Tú. À. Và chắc chắn rồi, anh Thức thân mến, em muốn bắt tay anh một cái. Dạ, mời anh lưu qua đây. Dạ thôi, bé cũng vậy, lưu qua đây. Trời đất ơi, hai đứa nó đẹp gì đâu luôn, trời đất ơi. Trước xương sau thì mới giàu. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Dầu trước khổ sau thế mới đau lòng. Khi xa cơ không còn ai. Quý vị thân mến, là đội chơi chiến thắng ngày hôm nay với số điểm lội ngược dòng là 16 điểm nghiêng về đội Nam Thanh Nữ Tú. Chúc mừng. Sao nói xa vậy, hồi chứ vô đây với em coi. Hôm nay mình cũng đã rất là nỗ lực mà em thấy với mình cái huống anh. À, cái đội nào mà thắng 2 vòng đầu tự nhiên vòng này thua. Nhiều tập lắm rồi. Mà không biết làm sao hôm nay cũng vậy. Hôm nay cũng vậy. Anh Thức thấy làm sao về cái
trò chơi này? Đây là một trò chơi thật sự rất là khó nha. Yeah. Tại vì cái đòi hỏi cái sự khéo léo và có kinh nghiệm nữa mới làm được chuyện này. Mong rằng đội bạn được vô vòng đặc biệt thì sẽ cố gắng lấy giải thưởng thật là cao về. Tham gia chương trình này tuy là không phải là đội chơi chiến thắng ở vòng cuối, em thấy sao? Em thấy cũng hơi tiếc, đúng không? Tiếc một xíu. Đội này có đầu tư kiến thức để chơi nhưng mà xui vòng đặc biệt thì không được chơi. Nhưng có cái kinh nghiệm cho bản thân mình không ngày hôm nay? Dạ em có được kiến thức về an toàn giao thông nhiều hơn. Dạ, gì nữa? Dạ mai mốt em sẽ thi bằng lái ô tô. Khi nào mua xe nói để tụi anh biết cho sẵn sàng đi ăn ngủ. Đi rửa xe. Dạ còn rất lâu, em chưa học xong nữa. Phải tốt nghiệp trước đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi Thư xin chia sẻ xíu đó là thật sự là mình có kinh nghiệm về luật giao thông, mình cũng đã lái xe khá lâu rồi nhưng mà thực sự hôm nay đến với chương trình thì mình thấy mình kiến thức mình về lực còn rất là hạn chế. Mình cần phải học nhiều hơn nữa, phải ghi nhớ nhiều biển báo giao thông, tại mỗi ngày đường xá chúng ta làm ra mở rộng cơ sở hạ tầng nhiều hơn. Đúng. Thì lực chúng ta cần phải cập nhật thường xuyên hơn và cần phải học thường xuyên. Hợp lý. Cảm ơn anh Thức. Và em nghĩ là thông qua cái trò chơi của chương trình này cũng vậy, cũng cần phải có thứ nhất đó chính là cái sự bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh tại vì là thời gian tuy là có 2 phút với cái trò chơi này mà thôi, nhưng mà trong cái việc mà chúng ta khi mà tham gia di chuyển trên đường thì cũng phải cẩn thận về cái mặt thời gian. Yeah. Chúng ta là những nghệ sĩ hay bị vội á, hay chạy show thường xuyên bị áp lực về thời gian nhiều nhất. Thì cho nên là cũng mong là tất cả mọi người chúng ta phải lưu ý trước là tuy là có vội có gấp nhưng mà mình phải thật sự tuân thủ nguyên tắc giao thông trước. Đúng rồi. Cho nên là ngày hôm nay phải cảm ơn những cái trò chơi của chương trình này nữa. Và còn Tài, sao em chiến thắng rồi? Mình nói gì với đội mình trước khi mà mình chơi vòng cuối nào? 50 triệu sẽ thuộc về ta chị em mình. Trời ơi, để tôi coi. Tôi vẫn là người của chương trình nha. Quý vị thân mến, và để xem 50 triệu đồng có thuộc về đội chơi nam thanh nữ tú ở vòng cuối hay không, đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ quay trở lại ngay nha. Luật chơi vòng 4, về nhà đi ăn. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Chào mừng quý vị, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và đây là vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn. Những cái vòng đặc biệt của những cái khác em chơi không có căng thẳng, sao vòng này em căng thẳng? Thôi đâu có gì đâu căng thẳng, chúng tôi vẫn sẽ có 10 câu hỏi cho các bạn với những cột mốc tiền thưởng hoàn toàn khác nhau. Nếu như các bạn trả lời xuất sắc 6 cột mốc, các bạn đã có 50 triệu đồng rồi. Dạ. Và bây giờ chúng ta đến với việc bốc thăm trước. Bởi vì là chúng ta sẽ có hai gói câu hỏi, những câu hỏi tự luận và những câu hỏi trắc nghiệm. Mời các bạn bốc thăm. Đó, cố gắng lên em, mọi thứ nó nằm ở đây. Cái này là đây là câu hỏi. Bộ câu hỏi tự luận à? Ừ rồi, trả lại, về tự luận. Đây là gói câu hỏi tự luận. Các bạn chỉ cần lắng nghe câu hỏi thật là kỹ, đưa ra lập luận cá nhân miễn sao nó hợp lý thì chúng tôi sẽ xác định đó là câu trả lời chính xác. Nào, chúng tôi cần các bạn làm cái động tác hô biên để cho chúng ta xác định. Một chiếc xe hơi xuất hiện ngay trên sân khấu. Hô biên. Hay quá anh ơi. Tí nữa tụi em lái cái này về. Lái được không? Xách 50 triệu được rồi. Mấy cái khó hợp bụng à. Và bây giờ 50 triệu có thuộc về đội này hay không? Chúng tôi sẽ mở ra thời gian trả lời cho các bạn trong gói câu hỏi tự luận này là 3 phút. Thật là nhanh nha. Đưa ra lập luận ngắn gọn xúc tích, đừng nghĩ lan man. Câu hỏi như sau. Cơ quan nào quy định về tốc độ xe và việc đặt biển báo tốc độ thời gian? Bắt đầu. Giao thông. Cơ quan chức năng bên Bộ Giao thông Vận tải. Chính xác, chúc mừng. Đó là Bộ Giao thông Vận tải, khoảng 2 điều 12 luật giao thông đường bộ. Câu hỏi thứ hai. Trạng thái đứng yên của phương tiện giao thông không giới hạn thời gian được hiểu như thế nào? Đứng yên không giới hạn thời gian là coi như xe không chạy muốn đứng mà đứng ở trên lề. Trên lề ạ. Đó được gọi là gì? Đổ xe. Chính xác, chúc mừng. Câu hỏi tiếp theo như sau. Người điều khiển phương tiện có được dừng xe, đổ xe trước cổng và trong phạm vi 5m hai bên cổng trụ sở cơ quan tổ chức hay không? Dạ không. Chốt ạ. Chốt, chính xác, chúc mừng. Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy điện trên đường bộ không được quá bao nhiêu km/h? Không được quá bao trên nhiêu? Trên đường bộ ạ. Trên đường bộ xe máy điện.
Dạ không quá 5 km/h. 5 km/h, chưa chính xác, không quá 40 km/h. Câu hỏi tiếp theo số 5. Gặp hiệu lệnh giơ tay thẳng đứng của người điều khiển giao thông, người tham gia giao thông ở các hướng phải đi theo phương án nào? Đi thẳng. Đúng. Đi thẳng. Đi thẳng ra các hướng tay chỉ á. Chốt. Chốt. Chưa chính xác, phải dừng lại. Câu hỏi tiếp theo như sau. Điền vào chỗ trống cụm từ còn thiếu chấm 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 báo hiệu hướng rẽ cho các phương tiện khác biết, báo hiệu cho các phương tiện khác biết chấm chấm chấm, cái đó là gì? Taxi nhanh. Chính xác. Bằng lái xe A1 dành cho xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm khối đến bao nhiêu? Từ 50 cm khối tới dưới 150. Dưới 150. Dạ. Chưa chính xác, phải là 175 cm khối. Câu hỏi số 8, kể tên hai loại biển báo có ghi chữ trên đó. Đi chậm. Ghi chữ, đúng, đi chậm một. Stop. 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 Chính xác, chúc mừng. Câu hỏi số 9, luôn chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn kiểm soát. Chấm chấm chấm, hãy điền vào ô còn trống. Kiểm soát tốc độ à? Tốc độ. Chốt. Chốt. À? Chính xác. Wow. Wow. Và các bạn đã chạm cột mốc 50 triệu đồng. Cột mốc nào? Yeah, chị ơi. Trời ơi. Và ngày hôm nay đội chơi đã mang về số tiền thưởng là 50 triệu đồng. Xin được chúc mừng cho đội Nam Thanh Nữ Phúc. Sao nào cảm xúc khi chiến thắng? Mà cái cú chiến thắng này anh nghĩ là nó cũng bất ngờ với 90 mình. 90 phút, 90 luôn ạ. Nếu như mà tụi em không chiến thắng ở vòng 3 thì tụi em cũng không vào được vòng này. À. Đúng không? Sao cảm xúc của Hằng như thế nào? Khi mà em đến chương trình và thấy thầy chơi với anh Thức và thấy các bạn, cái mà anh Thức áp đảo từ dạ, đầu đúng á, thì tụi em nghĩ là trước khi vào này đã thua rồi. Bởi vậy bất ngờ và hạnh phúc. Hạnh phúc còn tài. Em thấy những câu hỏi của chương trình ở vòng cuối cùng như thế nào? Em cảm thấy những câu hỏi chương trình ở vòng cuối cùng khá là hay. Nó giúp mình có thể động não, có thể là suy luận cũng khá là logic để mình có cái chiến thắng 50 triệu nè. Anh thấy là em bình tĩnh. Tại vì á, Hằng thì trả lời nhanh nhanh đại thôi. Nhưng mà Tài là suy nghĩ, không? Có cái câu mà tốc độ điền vào chỗ trống á, Tài điền vào từ tốc độ là tại hoàn toàn. Em tính nói rồi, tại vì em cho chị nói trước. Tại vì em tụi em có chiến thuật. Tài em mới chốt. Tụi em có chiến thuật và chắc chắn rồi. Với những cái chiến thuật sắc bén này, các bạn ấy đã có được 50 triệu. Tụi em có muốn nói điều gì không? Và đưa ra những cái thông điệp cá nhân cho tất cả mọi người. Tại vì bản thân em là không biết chạy xe và không rành mọi thứ. Nhưng mà khi đến với chương trình thì em học được rất là nhiều điều. Và cái điều đó nó có thể không áp dụng cho bản thân em. Nhưng mà khi mà vừa em đi chung với ai thì em có thể hỗ trợ cái người bạn đi cùng với mình. Đồng ý, con tay. Trước khi em tới chương trình này, em chạy xe thì em không có hay coi biển báo lắm. Em chạy theo quán tính. Nhưng mà từ khi tham gia chương trình này về, em sẽ chú ý cái biển báo hơn. Tại vì nó có khá là ý nghĩa và có lợi cho mình. Cảm ơn Tài. Và ngày hôm nay chúng tôi lại có một cái sự tổng kết mới dành cho những cái kinh nghiệm mới. Thật sự nếu như chúng ta chỉ có bằng lái xe gắn máy mà thôi, thì chúng ta chỉ có việc sử dụng chiếc xe gắn máy của mình hàng ngày, không cần phải xem biển báo về xe ô tô, xe tải như thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay giống như Hằng chia sẻ, tuy chúng ta không sử dụng những phương tiện đó, nhưng chúng ta vẫn có thể đi chung với những người sử dụng những cái phương tiện giao thông đó, và chúng ta sẽ nhắc nhở họ hoặc là giúp cho họ có thể lái xe một cách an toàn nhất để bảo vệ chính bản thân mình nữa, đúng không quý vị? Và xin được cảm ơn ngày hôm nay với một cái chiến thắng rất là tuyệt vời của đội Nam Thanh Nữ Tú một lần nữa. 50 triệu đồng thuộc về các bạn. Như Minh Xù đã hứa, đau quá, đau lòng hấp từ từ. Trời ơi, đâu phải muốn lấy 50 triệu là lấy. Tụi em phải có một cái câu khẩu hiệu gì đó dành cho chương trình thì tụi em mới được nhận 50 triệu này một cách vinh dự. Nào, Phương Hằng. Câu của em là an toàn giao thông, hạnh phúc vì mọi người, mọi nhà. Hey, em Tài. Câu của em là có văn hóa tham gia giao thông là sống vì cộng đồng ạ. Chính xác là như vậy. Chắc chắn anh sẽ trao cho tụi em 50 triệu đồng này. Nhưng trước khi trao, anh có một cái câu thơ. Nhiễu điều phụ lấy giá gương, chạy xe nhường nhịn là thương chính mình. Hey, 50 triệu. Cảm ơn anh. Rất xuất sắc và phải nói rất hấp dẫn, đúng không ạ? Và đừng quên tất cả quý vị thân mến, mở TV vào lúc 21:15 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9 để theo dõi chương trình Về Nhà Đi Anh. Còn bây giờ Minh Xù phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.